Chào mừng các bạn đã đến với Better Cry, Thương Trường Kỳ Chuyện. Luôn là những cái tên quen thuộc đầy tiếng tăm của giới chơi bồn Hàn Quốc. Tập đoàn gia đình chị, LG và Samsung có bề dày lịch sử đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng, giữa hai đế chế khổng lồ này lại tồn tại một mối thù truyền kiếp cùng những lần rượt đuổi kéo dài hơn nửa thế kỷ đầy căng thẳng trên thương trường. Cho tới bây giờ, thậm chí cuộc đấu giữa Samsung và LG không dừng lại tại việc xưng vương ở Hàn Quốc mà là cả châu Á và thế giới. Tại hội chợ công nghệ diễn ra ở Berlin, Đức vào năm 2014, xảy ra một vụ việc đáng xấu hổ. Theo đó, Samsung đã buộc tội giám đốc mảng thiết bị gia đình của LG phá hủy hàng loạt máy giặt cao cấp của hãng được trưng bày tại đây với mức giá 2.700 đô la Mỹ mỗi chiếc. Phía Samsung chỉ ra tên đích danh của lãnh đạo LG là ông Jo Song-jin. Tuy vậy, thông qua người phát ngôn, ông Jo từ chối lời buộc tội này và khẳng định máy giặt hỏng là do Samsung thiết kế cửa lồng giặt quá yếu. Vụ việc sau đó đã được giải quyết ổn thỏa, nhưng sự thật thì mối thâm thù giữa hai tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc này vẫn âm ỉ cháy suốt gần nửa thế kỷ qua. Hai tập đoàn này luôn rượt đuổi nhau không ngừng trên thị trường quốc tế với những sản phẩm như TV, tủ lạnh, điện thoại thông minh. Tại quê nhà Hàn Quốc, thậm chí cuộc chiến giữa Samsung và LG còn trở nên khốc liệt hơn rất nhiều. Cả hai luôn dùng mọi cách để có thể vượt qua nhau, thường xuyên tuyên bố sản phẩm mới và tìm câu trả lời xem ai là người bán nhiều thiết bị hơn hay ai đánh cắp bí mật công nghệ của bên còn lại. Cho tới bây giờ, thậm chí cuộc đấu giữa Samsung và LG không dừng lại tại việc xưng vương ở Hàn Quốc, mà là cả châu Á và thế giới. Tính trên cả quá trình, Samsung có phần nhỉnh hơn khi là chaebol lớn nhất của Hàn Quốc, đạt doanh thu năm 2014 là 206,2 nghìn tỷ won, tương đương với 171 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới 17% tổng GDP Hàn Quốc. Trong khi đó, LG hiện đứng thứ tư trong top 5 chaebol của Hàn Quốc và theo số liệu của Ủy ban Thương mại Tự do Hàn Quốc, trong năm 2014, ba mảng kinh doanh điện tử, hóa chất và viễn thông của LG mang về doanh thu 116.000 tỷ won, tương đương với 104 tỷ đô la Mỹ. Còn theo người phát ngôn của LG Group, doanh thu của tập đoàn này trong năm 2014 là 150.000 tỷ won, tương đương với 136 tỷ đô la Mỹ. Tình bạn, tình thông gia. Vào năm 1938, ông Lee Byung-chun lập ra một công ty thương mại ở tỉnh Yongsan, cũng là quê hương ông, và đặt tên nó là Samsung. Tuy nhiên, sau chiến tranh với Nhật Bản, ông Lee gần như mất tất cả. Với số vốn ít ỏi còn lại, ông lập ra một công ty tinh luyện đường mang tên Sugar BC. Trong khi đó, nhà sáng lập LG, Kun Hoi, cũng sinh ra tại Yongsan. Sau khi thành công tương đối ở việc kinh doanh hàng khô và nhập khẩu, ông mở công ty mỹ phẩm Lucky chuyên sản xuất kem Lucky vào năm 1947. Đến năm 1958, ông tiếp tục thành lập Goldstar, gốc rễ hình thành nền LG Electronics sau này. Goldstar nổi tiếng với chiếc A501, thiết bị radio gia đình đầu tiên của Hàn Quốc. Có thể nhận thấy, LG đã đi trước Samsung một bước khi tiến vào thị trường điện tử. Vốn cùng quê, hai nhà sáng lập Byung-chun và In-hoi có mối quan hệ bạn bè khá thân thiết và tôn trọng lẫn nhau. Thậm chí, hai vị này còn học tiểu học cùng nhau. Và đặc biệt khi lớn lên, họ có quan hệ thông gia khi con gái thứ hai của ông Byung-chun kết hôn với con trai thứ ba của ông In-hoi. Sau khi trở thành vợ chồng, con trai của ông In-hoi đã về làm cho Samsung một thời gian. Đại chiến giữa các vì sao. Nói như vậy là bởi, chữ Samsung trong tiếng Hàn Quốc có nghĩa là ba ngôi sao. Còn nguyên gốc của chữ G trong LG lại có nghĩa là Gold Star, tức ngôi sao vàng. Đây được coi là hai đại diện ưu tú, hai ngôi sao sáng bậc nhất trên bầu trời Hàn Quốc. Với vị thế là người đi trước, đón đầu trong lĩnh vực điện tử, LG đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ chính phủ và nhờ vậy họ đã phát triển rất vững mạnh. Mọi chuyện bắt đầu nảy sinh khi nhà sáng lập Samsung cũng nhận thấy được tiềm năng lớn và quyết định dấn thân vào lĩnh vực này. Theo lời kể lại của con trai ông Lee, thì nhà sáng lập của Samsung đã gặp trực tiếp ông Ku để thông báo kế hoạch tấn công vào thị trường điện tử. Dĩ nhiên, ông Ku đón nhận thông tin này với một thái độ không mấy dễ chịu, bởi trước đó họ từng có cam kết ngầm không bao giờ nhảy vào lĩnh vực của nhau. Nhà sáng lập LG thậm chí đã lớn tiếng quát mắng vị thông gia. Ngược lại, ông Lee cũng bất ngờ trước phản ứng của ông Ku và bỏ về. Kể từ đó, hai nhà lãnh đạo LG và Samsung không bao giờ thân thiết trở lại nữa. Ngay sau vụ việc, con trai của ông Ku và cũng là con rể của ông Lee nhanh chóng rời khỏi Samsung. Khác biệt của hai nền văn hóa. Những tài liệu ghi lại cho thấy, gia đình của ông Ku rất tôn sùng Nho giáo, loại tôn giáo truyền thống của Triều Tiên.
Điều này khiến cho nền văn hóa doanh nghiệp của LG đến tận bây giờ vẫn bị cho là cổ hủ so với các chế bồn khác. Ví dụ điển hình là việc LG tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc trao ngôi cho con trưởng. Ku Cha-kyung, con trai trưởng của ông In-hoi, kế thừa ngôi vị chủ tịch của cha và sau đó cũng trao lại ngôi vị này cho con trai trưởng của mình, Ku Pun-mu. Ông Pun-mu không có con trai và bởi vậy đã nhận cháu ruột của mình làm con nuôi và vị này đang được kỳ vọng sẽ kế nghiệp tại LG trong tương lai. Trong khi đó, Samsung lại tuân thủ theo văn hóa, cân nhắc tất cả các lựa chọn rồi mới đi đến quyết định. Minh chứng rõ ràng nhất cho văn hóa này là lựa chọn kế nhiệm của nhà sáng lập Samsung. Ông lựa chọn con trai thứ ba, Lee Kun-hee làm người kế nghiệp. Và thật may mắn, chính quyết định này đã mang vinh quang về cho Samsung. LG vẫn dẫn đầu trong mảng điện tử và hóa chất. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của người con trai thứ ba, Lee Kun-hee, Samsung đã có sự tăng tốc thần kỳ. Trước sức ép không chỉ từ Samsung mà từ nhiều đối thủ khác. Một lần nữa, dưới thời kỳ cai trị của thế hệ thứ hai là ông Ku Cha-kyung, LG lại đi tiên phong trong việc tuân thủ triết lý, chất lượng trên số lượng. Thậm chí, còn trực tiếp thuyết giảng triết lý này tới đông đảo người tiêu dùng. Song, Samsung cũng không hề kém cạnh. Chủ tịch Lee Kun-hee đã nhanh chóng học hỏi và mang thông điệp này tới người tiêu dùng. Hơn nữa, Samsung còn biết cách để làm cho người khác chú ý tới mình hơn. Cụ thể, trong một buổi nói chuyện với truyền thông, Chủ tịch Lee gọi các thiếu sót trên sản phẩm là các khối u. Đến năm 1995, ông Lee thậm chí còn không ngần ngại ra lệnh tiêu hủy 150.000 mẫu điện thoại di động lỗi ngay trước cửa nhà máy để thể hiện quan điểm mạnh mẽ của mình. Chiến thắng nhờ cái đầu lạnh. Lịch sử Samsung ghi nhận cột mốc quan trọng vào năm 1983 khi chủ tịch công ty Lee Byung-chul tuyên bố họ sẽ tham gia vào lĩnh vực sản xuất chip bán dẫn. Rất nhiều người cho rằng đây là hành động quá liều lĩnh trong bối cảnh các ông lớn Nhật Bản như NEC, Toshiba và Hitachi là những tên tuổi số 1 thế giới về chip nhớ. Ngay cả các tập đoàn lớn của Mỹ như Motorola, Texas hay National Semiconductor cũng phải chịu cúi đầu trước Nhật Bản. Tuy nhiên, với những thành tựu gồm sản xuất thành công chip nhớ DRAM 64 GB, 256 GB và RAM 4 MB, Samsung đã lần lượt vượt qua các đối thủ và trở thành nhà sản xuất chip nhớ số 1 thế giới. Và cho đến nay, họ vẫn vững vàng trên ngôi vị này. Trong khi đó, dù chỉ bước sau Samsung một bước trong cuộc đua chip bán dẫn, nhưng may mắn đã không mỉm cười với LG. Tới năm 1997, trong khuôn khổ chương trình tái cơ cấu do chính phủ Hàn Quốc tổ chức, LG đã buộc phải bán lại mảng chip bán dẫn của mình cho Hyundai. Và như vậy, họ đã mất đi vũ khí quan trọng để đối đầu với Samsung. Ngoài chip bán dẫn, LG và Samsung còn rượt đuổi nhau trong cuộc đua thiết kế màn hình TV và điện thoại di động. Dù Samsung là người tiến quân ra thị trường Mỹ và châu Âu trước, nhưng LG mới là người đạt được thành tựu khủng với siêu phẩm điện thoại sô-cô-la vào năm 2005. Sản phẩm này đã rất được yêu chuộng tại thị trường Mỹ. Thời gian đó, cả Samsung và LG đã cùng nhanh chóng đuổi kịp Nokia, hãng điện thoại đến từ Phần Lan. Tuy nhiên, với sự tập trung cao độ và đặc biệt đổi mới không ngừng nghỉ với thiết kế, một lần nữa, may mắn lại mỉm cười với Samsung khi công ty này trở thành nhà sản xuất điện thoại lớn thứ hai thế giới, thống kê của năm 2006 và LG khiêm tốn nằm ở vị trí thứ 5. Hiện tại, khoảng cách này ngày càng được nới rộng hơn khi Samsung leo lên ngôi vị nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới về doanh số bán hàng. Lượng điện thoại được bán ra trong quý 1 của năm 2014 là 93,15 triệu chiếc và LG vẫn dậm chân tại vị trí số 5. Lượng điện thoại bán ra trong quý 1 năm 2014 là 11,74 triệu chiếc. Cuộc chiến giành nhân tài. Đối với nhiều người Hàn Quốc, LG hay Samsung không chỉ là những nhãn hiệu công nghệ mà còn là phong cách sống, lối sống. Với đa số 200.000 nhân viên đang làm việc tại LG và Samsung, đó còn là bổn phận sẽ kéo dài suốt cuộc đời làm việc của họ. Không giống nhiều tập đoàn ở châu Âu hay Mỹ, các doanh nghiệp lớn tại Hàn Quốc thường cảm thấy có trách nhiệm đối với khả năng phát triển của nền kinh tế quốc gia. Như một cách để thể hiện trách nhiệm đó, hàng năm họ đều tuyển dụng nhiều sinh viên mới ra trường vào công ty. Đa số những nhân viên đó chỉ gắn bó với một công ty cho tới khi họ nghỉ hưu. Quá trình tuyển dụng này diễn ra rất khốc liệt. Cả LG và Samsung đều muốn thuê được những người giỏi nhất, nhưng Hàn Quốc lại thiếu hụt nhân tài. Nếu bạn là một kỹ sư phần mềm giỏi và biết nói tiếng Hàn Quốc, một công việc với mức lương hậu hĩnh đang chờ đón bạn ở Seoul. Những quy tắc bất thành văn. Mối quan hệ giữa LG và Samsung còn sâu xa hơn cả sự cạnh tranh đơn thuần. Họ có các địa bàn xã hội riêng ở Hàn Quốc cũng như ở nước ngoài.
đó là các nhà hàng, khách sạn, quán bar được phân chia giữa LG và Samsung. Nhân viên Samsung biết rằng họ nên và không nên đi tới các địa điểm nhất định. Họ không thích bị pha trộn về mặt xã hội. Điều này giống như ở các nước phương Tây, nơi những người hâm mộ thể thao biết họ nên hay không nên đi tới quán bar nào để xem một trận đấu. Điều này thậm chí còn diễn ra tại các triển lãm công nghệ lớn. Có những quy tắc bất thành văn về những nhà hàng Hàn Quốc nên tới trong dịp diễn ra CES tại Las Vegas hay IFA ở Berlin, tùy thuộc bạn làm việc cho LG hay Samsung. Cả LG và Samsung đều sở hữu những đội bóng chày và đội bóng riêng. Đây là các câu lạc bộ thể thao hoạt động nhằm quảng bá thương hiệu. Nhân viên của cả hai công ty có thể đề nghị để được nhận vé xem các trận đấu. Nếu ghé thăm Seoul, có lẽ bạn sẽ muốn tới sân vận động bóng chày Jeonju Baseball Stadium để xem LG Twins thi đấu, hoặc tới Suwon World Cup Stadium để chứng kiến trận bóng đá có sự góp mặt của Samsung Blue Wings. Tất nhiên, không phải người Hàn Quốc nào cũng thích dính dáng tới LG hoặc Samsung. Trong khi LG có tổng số khoảng 80.000 nhân viên, dân số của Hàn Quốc lên tới hơn 50 triệu người. Mặc dù vậy, hầu hết người Hàn Quốc đều dành tình cảm nhiều hơn cho một trong hai nhãn hiệu công nghệ này. Phóng viên của trang TechRadar đã chọn ngẫu nhiên một vài công dân Seoul để đặt ra câu hỏi LG hay Samsung. Hầu hết họ đều mỉm cười, một số người còn cười lớn, nhưng mỗi người đều đưa ra thương hiệu yêu thích hơn của họ. Tương lai phía trước. Từ xa xưa, người Hàn Quốc đã có câu, những kẻ đánh nhau thì thường giống nhau. Với trường hợp của LG và Samsung cũng vậy, cả hai đã cùng tạo dựng nên một câu chuyện dài trong quá khứ. Tuy nhiên, chắc chắn sự kim chi đã rất khác nếu không có sự tồn tại của họ. Cho đến nay, người ta vẫn chưa thể kết luận được kẻ thắng và người thua cuộc. Tuy nhiên, bản thân LG và Samsung cũng từng thừa nhận rằng cuộc chiến kéo dài gần nửa thế kỷ đã khiến họ kiệt sức. Chặng đường phía trước của cả hai công ty chắc chắn sẽ còn rất nhiều điều thú vị. Trên đây là toàn bộ câu chuyện về mối bất hòa giữa Samsung và LG. Cảm nghĩ của bạn về cuộc chiến này là gì? Hãy cho chúng mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé. Battlecry thường trường kể chuyện, nơi có những câu chuyện thú vị nhất về giới kinh doanh mà chắc chắn bạn sẽ thích. Một dự án mới của Battlecry Team. Hy vọng bạn sẽ ủng hộ nó như Battlecry người kể sử và Battlecry khám phá thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại!